Thôn trưởng, phu quân ta hẳn là đã nói với ngài thân thế của ta rồi chứ? Thu nương là kinh thành nhân sĩ. Quan gia tiểu thư. Quan gia tiểu thư, thôn trưởng, ngài càng nói càng thái quá rồi. Nếu cô ta là quan gia tiểu thư, ta còn là công chúa quận chúa đây. Thôn trưởng tức giận đến không nhẹ. Sớm biết là Khương lão thái bọn họ sẽ không nhận. Đây là di chúc lão nhị nhà bà trước khi đi để lại. Lão nhị nhà bà đã sớm tính tới sẽ có một ngày như vậy. Cố ý lưu lại di chúc bàn giao ngôi nhà này để cho Thu nương. Cùng 30 lượng bạc lúc trước Thu nương lấy ra lúc xây nhà. Phía trên đều viết rất là rõ ràng. Làm sao có thể là của lão nhị? Khương lão thái hoài nghi, con của bà trước khi ra ngoài lập di chúc. Bà sao lại không biết? Đúng vậy, thôn trưởng ngài bất công thì cũng thôi đi. Còn muốn tùy tiện cầm một tờ giấy rách tới lừa gạt bọn ta. Là coi thường bọn ta không biết chữ sao? Kim Thoa, nhanh, nhanh đi gọi cha con ra đây. Con không ra đây, chúng ta liền sợi lông cũng không được chia. Khương Kim Thoa cũng gấp. Nếu như cái gì cũng không được chia, cô ta lấy cái gì để vương đại ca thuyết phục cha mẹ hắn đến cửa cầu thân? Cha, cha mau dậy đi, thôn trưởng giúp nhị thẩm ép bà nội con chia nhà đó. Ngươi đứa bồi tiền hàng, đang yên đang lành làm phiền lão tử đi ngủ làm gì? Chia thì chia thôi, cha còn ngủ. Nhị thẩm người ta muốn chiếm lấy căn nhà này. Đến lúc đó cha liền đợi đến ở căn nhà tranh rách nát đi thôi. Cái gì, cô ta một đứa sao chổi khắc chồng, còn dám đoạt nhà ở. Khương lão thái, làm người phải có lương tâm. Đây chính là cốt nhục huyết mạch của lão nhị nhà bà. Cháu trai ruột cháu gái ruột của bà. Cái gì cốc chó cháu trai cháu gái? Đều là tiện chủng của Giang Thu nương sinh ra. Đúng vậy, đúng vậy. Ta và ca ca sao có thể xem như là cháu trai cháu gái của bà nội chứ? Thôn trưởng, ngài làm chủ đi. Bọn ta đoạn tuyệt quan hệ. Bà nội ta đều chính miệng nói không quan tâm tam ca ta đưa cháu cho bà ấy. Không thèm mẹ ta hầu hạ bà ấy nữa. Bà nội ta muốn nhà ở thì cho bà ấy. Nhưng mà, phải đem bà xây nhà trả lại cho mẹ ta. Nếu không thì không chia nhà nữa. Dù sao ta cũng không quá muốn chia nhà. Mỗi ngày ăn cơm đánh nhau rất tốt. Khương lão đại vừa đi ra khỏi phòng nghe tới lời của Bảo Châu bị dọa đến dùng mình một cái. Chia, chia, mẹ, mẹ nhanh đừng do dự nữa. Khương lão đại đều khóc rồi. Khập khiễng đi tới trước mặt Khương lão thái. Chia, chia nhà. Ta muốn cùng Giang Thu nương cùng mấy đứa bé đoạn tuyệt quan hệ. Vậy tiền đồ cưới của mẹ ta thì sao? Chuyện ruộng đồng thì sao? Còn có nhà ở nữa. Tiền đồ cưới, liền viết giấy ghi nợ. Ruộng đồng, liền chia một nửa. Nhà ở là cha ngươi để lại cho ta, không thể chia. Sớm nói như vậy không phải là tốt rồi sao? Tại sao cứ phải để ta lấy cục gạch ra? Rất nhanh, dưới sự chứng kiến của thôn trưởng, Giang Thu nương ẩn giấu tay lên giấy đoạn tuyệt quan hệ. Nhìn giấy đoạn tuyệt và giấy ghi nợ trong tay, như phụ kỳ trọng. Hiện tại các người đều không phải người Khương gia ta nữa. Hôm nay liền cút ra ngoài đi. Khương lão thái, bà quá đáng rồi, bây giờ cũng đã là buổi trưa rồi. Căn nhà cũ bên đó vẫn chưa thu dọn. Sao có thể ở được? Bọn ta hiện tại đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Bọn nó là sống hay chết liên quan gì đến ta? Khương lão thái hừ lạnh một tiếng. Quyết tâm muốn hôm nay đem người đuổi đi. Thu nương, cô trước mang theo bọn nhỏ đến chỗ ta ở một chút đi. Hách bà thở dài một hơi. Có một người mẹ chồng như Khương lão thái, Thu nương cũng thật sự là xui xẻo. Được rồi, Thu nương à, cô trước hết ở nhà Hách bà. Hai ngày này ta bảo người đi giúp cô thu dọn căn nhà cũ một chút. Thôn trưởng nhìn thật sâu Khương lão thái một chút, bất đắc dĩ thở dài. Khương lão thái này của thực là cái lão hồ đồ mà. Trông cậy vào Khương lão đại dưỡng lão lo ma chay cho bà ta, rồi có lúc bà ta sẽ hối hận. Tới mấy người giúp Thu nương thu dọn đồ đạc. Không được, lương thực trong nhà đều là của ta. Muốn cút thì cút nhanh lên. Một cái bát đưa cũng không thể mang đi. Giang Thu nương nhất thời phiền muộn, đang chuẩn bị mở miệng, liền bị Bảo Châu tóm lấy bàn tay. Ý, không đúng nha. Đặt ở trong phòng bọn ta chính là của bọn ta. Mẹ, bà nội trông coi nhiều bạc như vậy, còn sợ bà ấy đói bụng hay sao? Ngược lại là bốn người chúng ta, căn nhà cũ phải tu sửa, trên tay lại không có lương thực. Tóm lại, mẹ nếu mẹ dám đồng ý đem lương thực trả cho bà ấy, con liền đi nhảy sông. Bảo Nha, chớ có lại nói những lời dọa người đó nữa. Mẹ nghe con là được. Từ đó Giang Thu nương liền mang theo ba đứa con và lương thực Bảo Châu cướp được đi tới nhà Hách bà ở. Thu nương à, thật sự là khổ cô rồi. Trước khi tu sửa lại xong nhà, cô cứ yên tâm ở tại chỗ này của lão bà tử ta. Tiểu Thành một tháng mới trở về một lần thôi, cô coi như bồi bồi ta. Cảm ơn Hách bà. Hay, nói lời này làm cái gì? Cô tới đây, một chút việc cực việc nặng còn có người giúp đỡ một chút. Ta bộ xương già này, bình thường gánh nước đều phải gánh cả buổi. Hiện tại các cô tới rồi, cô không thể lại để cho ta bộ xương già này đi gánh đúng không? Biết rằng Thu nương là lo lắng ở quá lâu sẽ áy náy. Hách bà lập tức chuyển di một cái câu chuyện. Ta sẽ hỗ trợ gánh nước. Ta sức lực lớn lắm. Bà yên tâm, ta sẽ giặt quần áo. Tuyệt không để bà người mệt mỏi.
còn có ta sẽ đánh người xấu. Lợi hại lắm đấy. Đúng, 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 bò trâu chúng ta lợi hại nhất. Hách bà cười đến không ngậm miệng được. Thu nương cô yên tâm đi, mấy đứa nhỏ này chịu khó giống như cô, cuộc sống sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Ta nhất định sẽ để cho mẹ ta mỗi ngày ăn thịt. Thu nương và Hách bà đều có đây không? Trong sân truyền đến giọng nói của thôn trưởng. Ở đây, ở đây. Nghe thấy là thôn trưởng tới. Giang Thu nương biết nhất định là chuyện bên nhà cũ đã có sắp xếp rồi. Thôn trưởng, căn nhà cũ kia của ta tình huống thế nào? Hôm nay buổi chiều, ta để hai đứa bất tranh khí nhà ta đi xem xét. Nên móng ngược lại là được. Chỉ là cột nhà đã bị mối mọt ăn rồi, không đáng để tu sửa. Giang Thu nương sắc mặt lúc này trợn lên mấy phần. Không đáng tu sửa? Vậy không phải là không thể ở được sao? Cô cũng đừng có gấp. Ngày mai ta lại triệu tập lão nhân trong thôn thương lượng một chút, xem có thể để các cô tạm thời ở tại từ đường bên kia hay không. Cứ ở nhà của ta. Đi từ đường làm cái gì? Lại nói đi từ đường tổ lão bên kia cũng không thể đồng ý. Ở nhà bà có thể ở bao lâu? Tiểu Thanh hiện tại cũng đã 17-18 tuổi rồi. Cái tuổi này sớm nên thành thân rồi. Cũng chỉ bà nuông chiều, đồng ý sau khi nó trúng cử mới kết hôn. Bà cũng không nhìn xem thôn chúng ta mấy đứa nhỏ lớn bằng nó đều đã làm cha rồi. Nó cưới vợ là chuyện sớm hay muộn. Thu nương là một cổ phụ, mang theo mấy đứa nhỏ ở đây cũng ảnh hưởng Tiểu Thanh nghị thân. Không thể ở từ đường, cũng không thể ở nhà Hách bà. Vì cái gì không xây một căn nhà chứ? Giang Thu nương cười khổ. Bảo Nha mặc dù không ngốc nữa, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Đứa nhỏ ngốc, xây nhà ở cần có rất nhiều bạc mới được. Bạc sao? Bảo Châu nghĩ đến bạc trước đó lấy được ở trên người lão Bảo và từ chỗ Khương lão thái. Lập tức chạy vào trong phòng, rất nhanh cầm một cái bình mẻ ra. Cô bé lật bình lại, một đống bạc rơi xuống đất. Bảo Nha con lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Bảo Châu không có khái niệm với tiền tài, hoang mang xoa xoa đầu. Nhiều sao? Vậy có đủ xây nhà ở mới không? Đủ rồi, đâu chỉ có đủ. Đều có thể xây 2-3 căn nhà lớn rồi. Bảo Châu, con mau nói với mẹ, chỗ bạc này là con lấy ở đâu ra? Đây là lấy được từ trên người lão Bảo mua nhị tỷ. Còn có đây là lục soát được từ trên người đại bá. Đây đều là đào được từ góc tường nhà chúng ta. Nhìn vào đống bạc trên mặt đất, thôn trưởng nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Bảo Nha này nơi nào là quỷ nước nhập thân, rõ ràng là linh thú tầm bảo đầu thai mà. Khương lão thái còn nghĩ muốn quỵt tiền đồ cưới của Thu nương. Ai biết được chỗ tiền riêng ít ỏi của bà ta đã bị đào đi sạch sẽ. Chỗ bạc này các người cất kỹ, ta lại đi giúp các ngươi nhìn một cái, xem xây nhà mới ở đâu thì tốt. Không cần, không cần, xây ở chỗ nhà cũ kia. Bảo Châu à, quanh nhà cũ toàn là núi, có sói càng tốt, mỗi ngày được ăn thịt. Càng hay, xây ở chỗ nhà cũ đi. Bảo Châu lầm bầm lầu bầu nói, vô cùng đáng thương nhìn về phía Giang Thu Nương. Giang Thu Nương cũng không biết như thế nào, mà xui quỷ khiến gật đầu. Vậy xây chỗ nhà cũ đi, cũng bớt được tiền mời thầy phong thủy. Vậy được, xây nhà mới ở chỗ nhà cũ bên kia của các cô. Vừa vặn nền móng cũng đã có sẵn rồi. Ta bây giờ liền đi hô người. Ngày mai trước tiên loại bỏ hết cỏ dại xung quanh đi. Các cô tối nay cũng có thể suy nghĩ xem, nhà mới muốn xây như thế nào. Nghĩ kỹ rồi ta lại để cho người làm một bản vẽ. Đều nghe thôn trưởng ngài an bài. Nhưng thứ này ta cũng không am hiểu, còn phải làm phiền thôn trưởng ngài hỗ trợ rồi. Thôn trưởng nhẹ gật gật đầu quay người rời đi. Giang Đông Sinh cũng cơ linh, đuổi theo tiện ông về nhà. Mẹ, chỗ bạc này tất cả đều là của chúng ta sao? Chỗ bạc này là Bảo Châu cầm về đó, lấy ra 50 lượng để xây nhà mới. Còn lại một chút, đặt mua một chút đồ dùng mới trong nhà. Cha con cũng không còn nữa, chúng ta phải dùng tiết kiệm một chút. Giang Thu Nương khóe mắt cay cay, quay lưng lại lén lút lau đi giọt nước mắt. Sau đó cười nói, Minh Châu năm nay cũng 14 rồi, cũng cần chuẩn bị của hồi môn. Nữ nhân cả đời này chỉ có một lần như vậy, cũng không thể cầu thả được. Bảo Châu chớp chớp con mắt, buồn rầu nắm lấy cái đầu nhỏ. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói chuyện xây nhà mới, làm sao lập tức lại biến thành nhị tỷ lấy chồng rồi? Nhị tỷ không thể không lấy chồng sao? Nhị tỷ lấy chồng rồi, sau này ai nấu cơm cho ta ăn? Đứa nhỏ ngốc, nhị tỷ con đã 14 tuổi rồi, tiếp qua 3 năm liền đã 17 tuổi. Có mấy đứa trong thôn chúng ta cũng đều là mẹ rồi. Chuyện tiền bạc đã giải quyết rồi, Hách bà cũng vui vẻ thay Giang Thu Nương, chờ Minh Châu gả cho Vương công tử trên trấn. Đông Sinh nhà cô lại có triển vọng chút, rồi sẽ có lúc mẹ chồng cô hối hận. Nhưng mà đại tỷ cũng thích Vương công tử nha. Bảo Nha con nghe lời vô nghĩa này từ đâu, cũng không thể nói lung tung. Nụ cười trên mặt Giang Thu Nương đã biến mất, liền ngay cả Khương Minh Châu và Hách bà cũng nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác. Thu Nương cô đừng vội, họ Vương cũng nhiều người mà, nói không chừng không phải cùng một người đâu. Bảo Châu đứa nhỏ này trái tim trong sáng, không đến mức nói mê sảng. Bảo Nha, mau nói với mẹ,
Con là nghe được từ đâu? Con là nghe được từ đại tỷ và đại bá mẫu đó nha. Con còn từng nhìn thấy đại tỷ cùng vương công tử đánh nhau ở bên trong đống cỏ khô nữa. Rõ ràng vương công tử đè ở trên người đại tỷ. Đại tỷ đau ngao ngao kêu to. Con có ý tốt đi lên hỗ trợ. Kết quả đại tỷ chê con xen vào việc của người khác. Đem con đưa đến bờ sông. Đẩy con xuống sông rồi mặc kệ con. Lộc bộc, nhịp tim Giang Thu nâng hụt một nhịp. Bảo nha, con lặp lại lần nữa. Ai đem con đẩy xuống sông? Đại tỷ đó, Khương Kim Thoa này tâm tư cũng quá ác độc rồi. Thế mà thật sự dám giết người. Còn có tên họ Vương này. Uổng công hắn còn là một người đọc sách. Quả thực chính là mặt người dạ thú. Bảo Châu bị đẩy xuống sông. Ta liền không tin tên họ Vương đó không biết. Nhất định là cặp xúc sinh vô môi cầu hợp kia cùng mưu sát Bảo Châu. Không được, đi. Hiện tại liền đi tìm thôn trưởng. Đi tìm đại tẩu kia của cô đòi lại công đạo. Giang Thu Nương cắm hận trong lòng. Chuẩn bị cùng Hách bà đi tìm thôn trưởng. Nhưng mà không ai nhìn thấy đại tỷ đẩy con xuống sông nha. Trừ con ra, cũng không có ai biết đại tỷ đánh nhau với phu quân tương lai của nhị tỷ nha. Vậy, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua? Vậy nhị tỷ còn muốn gả cho người kia không? Không gả. Mẹ, nhưng vương gia sẽ đồng ý sao? Đều tại mẹ vô dụng. Nếu như mẹ có thể giống đại bà mẫu của con mạnh mẽ một chút, thì đã không có chuyện ngày hôm nay rồi. Nhìn mẫu thân và nhị tỷ khóc thành một đoàn. Còn có Tam ca một bên vừa tiễn thôn trưởng quay trở về. Bảo Châu nhịn không được trợn mắt. Cả cái nhà này không có một người có thể nghĩ kế. Mẹ, chúng ta chủ động từ hôn không tốt sao? Vương gia sẽ không đồng ý đâu. Bảo nhà nói rất đúng. Mặc kệ vương gia có đồng ý hay không. Chưa nghĩ biện pháp đem hôn sự hủy đi. Cho dù bây giờ hủy không được, cũng phải để vương gia biết con của hắn làm ra cái chuyện gì khiến người buồn nôn. Bảo Châu chớp chớp mắt. Cứ như vậy hủy chẳng phải là lời cho đại tỷ sao? Thế là cô chạy đến bên cạnh Tam ca nhà mình. Nhỏ giọng nói. Tam ca, có muốn báo thù cho nhị tỷ hay không? Báo thù. Khương Đông Sinh ngẩng đầu lên, lén lút liếc mắt nhìn Hách bà và Giang Thu Nương đang thương lượng ngày mai đi từ hôn. Muốn, đương nhiên muốn rồi. Muội muội nói đi, ca ca bảo đảm, muội chỉ chỗ nào ca ca liền đánh chỗ đó. Chúng ta chia nhà rồi, đại tỷ nhất định sẽ không kịp chờ đợi bảo vương ra từ hôn. Huynh nói xem đại tỷ sẽ còn cùng Vương Mộc Sinh tới túc lều rách sau núi của thôn đánh nhau hay không? Sẽ, khẳng định sẽ. Tam ca, đến lúc đó tên họ Vương tới, huynh liền nghĩ biện pháp đem thôn trưởng đưa đến túp lều rách sau núi của thôn là được. Chuyện còn lại thì giao cho ta. Gọi thôn trưởng đến sau núi ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng mà tên Vương bắt đàn họ Vương kia, lúc nào mới tới chứ? Bảo Châu ngoắc ngoắc khóe miệng, Tam ca huynh yên tâm. Ta sẽ phân bổ tay mắt của ta ở khắp trong thôn. Bảo nha, muội từ lúc nào lại cùng tiểu đồng bạn trong thôn chơi tốt như vậy rồi? Ta làm sao không biết? Bọn họ đều sợ ta. Sợ muội? Khương Đông Sinh cau mày. Tiểu đồng bạn trong thôn liền chỉ biết ức hiếp huynh muội bọn họ, làm sao lại sợ cô bé? Bảo nha ngoan, nếu bọn họ ức hiếp muội, nói cho tam ca báo thù cho muội. Đông Sinh, Bảo nha các con đang nói thầm cái gì đó, mau mau lên giường đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi lên trấn từ hôn cho nhị tỷ con. Ngủ sớm một chút,